Hello anh em, hôm nay là mình nhận lúa thêm một ngày thứ hai nữa nghe anh em. Một ngày đầu tiên thì không đầy rồi. Hồi sáng thì mình bị lấn văng ra lúc ở ngoài, gần tới ngoài dàm luôn nha. Thì bây giờ là gần tối mình có chen vô được xuống thêm 10 tấn nữa nghe anh em. Nhưng mà hiện bây giờ thì mình xuống một chút xíu nữa là anh em công đoàn nghĩ là mình hết xuống nữa, hết có lúa rồi nghe anh em. Ngày chắc là ngày mai mình mới có xuống nữa. Bây giờ mình có thục ghe ra xích mấy ngoài nè, để ban đêm nước sát khô quá anh em, nó cạn chiếc ghe mình nằm trên cống là rất là nguy hiểm. Còn chiếc ghe sắt kế bên mình thì đổ lúa ít tê mà giờ nó vẫn còn xuống nữa, không biết nó có đầy hay là không nha. Hiện bây giờ là 9 giờ đêm rồi nghe anh em, chắc cũng không đầy nổi đâu. Đây là ngày thứ ba nghe anh em, chuyến đầu năm mà nhận 3 ngày luôn mới đầy mà không biết có đầy hay là không nha. Nghe cò nói là mình khoảng chở được khoảng 70 tấn trở lại thôi. Thì chuyến đầu năm nay cũng không có suôn sẻ gì mấy. Mùa đông xuân này lúa rất là đẹp nha anh em, vàng hực luôn. Bà con trúng mùa lại trúng giá nữa, nhưng mà bà Xí thì nhận 3 ngày mới đầy một cây lúa. Ngày hôm nay là ngày thứ ba nè, mà không biết có đầy hay là không nữa. Còn anh em ghe lớn ở đây là cùng số phận hết nha, chứ không có ai mà ngon hết. Có ghe người ta xuống đây 3-4 ngày mà chưa có nhận được hộp nào anh em. Quá trời ghe đậu ngoài luôn ha. Hồi sáng thì mình đậu lúc ngoài chiếc vỏ lãi đó mình mới chen vô được đó anh em. Tại vì mình có lúa thì mình chen vô được. Rồi bây giờ mình đi lai rai qua bên cống cây lúa nhiều ra ghe lồi á anh em. Ra nhiều hay ít mà thấy nó ra ít lúa bên đây quá. Anh em ghe bên đây chờ quá. Hiện bây giờ là cũng vô vụ mà sao ghe lồi ra ít quá, mình cũng không có biết bên trong lúa còn nhiều hay là ít nữa. Thì cái đồng này là người ta mở đồng là trước Tết cả hơn một tháng, cho nên hiện bây giờ là chắc còn ít lúa rồi. Mà đến vụ đông xuân thì của đồng bằng sông Cửu Long mình thì lúa cái Sóc Trăng này chín trước, cho nên ghe và lái anh em tập trung về đây nhiều lắm nha. Cho nên cái lượng mà chạy hàng thì nó cũng không có được nhanh chiến như cái chín đồng lọt. Thì khoảng hơn một tháng sau là anh em ghe tải là chạy nó mới có được nhiều. Hiện bây giờ thì còn có mấy ghe lồi đây nè anh em. Nhưng mà ghe tải ở ngoài ghe lớn thì quá trấn đồng luôn. Thì nhận 3 ngày chuyến đầu năm mà mình nhận 3 ngày chắc đi một chuyến này rồi mình nghĩ mình chờ lúa mấy đồng khác chín quá anh em. Quá trời ghe luôn, mà cái lượng ghe lớn mà một ghe lớn là chở là cả chục ghe nhỏ vậy nghe anh em, nhưng mà cái số lượng ghe lớn là rất là nhiều luôn, còn ghe nhỏ thì chỉ có 3-4 chiếc, anh em thấy ghê không? Cho nên mình chờ rất là lâu. Cảnh thì quê, công việc thì bình thường, nhưng mà lên phim thì cũng thấy quê hương mình rất là đẹp nha anh em. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh và like một cái để ủng hộ ba Xí nha anh em. Hôm nay là mình nhận cái chuyến này là mình nhận lúa đầy thơm nha. Lúa đầy thơm cho nên nó tròn nè anh em. Nó cái dạng nó thơm nhưng mà nó cũng tròn. Nhưng mà nó dài hơn 504 một chút xíu. Lúa rất là đẹp luôn. Còn ghe sắt kế bên mình là nhận lúa ST nha anh em. ST là viết tắt hay từ là của Sóc Trăng nha anh em. ST là Sóc Trăng, xuất xứ từ Sóc Trăng nha. Cái hột lúa nó rất là dài luôn nè. Rồi hiện bây giờ là mình không có được đổ đầy nha, khoảng xém 70 tấn cho nên chiếc ghe mình còn lưng rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ cò báo là hết lúa cho nên bây giờ mình phải ghe ra về và làm cho hoàn thành một chuyến đầu năm nha anh em. Rồi bây giờ mình trên đường về nhà máy thì anh em cũng đón theo dõi một khúc sau của mình ha. Anh em nhớ đăng ký kênh và like một cái để ủng hộ cho ba Xí nha anh em. Hôm bữa mùng 8, mùng 9 ghe lớn ngoài này đậu rồi còn ít đó anh em. Cho nên mấy chiếc ghe khẩm người ta có đầy rồi, người ta có thể quay đầu người ta chạy ra được. Còn hôm nay là mình phải ghe ra miết luôn, anh em nào cũng vậy. Tại vì ghe đậu bít hết rồi, không có quay đầu được. Cho nên ghe ra khoảng 150 mét đó anh em.
Rồi bây giờ là mình về cái bè Tiền Giang, cho nên tới ngã ba Dù Thơ là ngay chỗ cái cần cẩu quay quay đó anh em, là mình quẹo phải đi vô trong Sóc Trăng rồi về cái bè. Còn nếu mà quẹo trái thì mình đi về Bạc Liêu và Cà Mau đó anh em. Cái đường sông này là cặp mé ngoài quốc lộ nha. Đường sông này là nước mặn chứ không có nước ngọt. Sông này nó thông ra biển là cặp mé ngoài quốc lộ luôn. Quay cái chiếc xà lan này khoảng 60 tấn nha anh em. Chiếc xà lan này là lấy cái cống đâu gần biển nè, mình nãy mình lấy không có lấy chung với ảnh. Nhưng mà ảnh đầu chuyến đầu năm hay gì ảnh chạy rất là dữ nha. Xuống lúa ảnh được mừng, ảnh được đầy ảnh mừng hay gì ảnh chạy hết biết luôn. Còn mình thì buồn cho nên mình chạy cũng vừa vừa thôi. Rồi bây giờ là mình về tới nhà máy và mình bơm lên được nửa ghe rồi nha anh em. Còn nửa ghe nữa là xong. Thì chuyến này thì mình cũng nhận chai xô cho mấy cái thằng bạn của mình nè. Bạn mình lãnh lúa thì mình cũng qua phụ tiếp. Mùa đông xuân này đa số là mình chạy xô không chứ mình cũng không có chạy mối cho ai. Mà đặc biệt thì mình cũng ít chạy mối lắm. Để có anh em nào mà dữ lắm mình mới chạy mối. Còn đặc biệt là ba sĩ chuyên chạy xô không à. Thành lập một nhóm khoảng chừng mười mấy ghe vậy đó anh em. Thì lãnh lúa chạy xô. Mùa đông xuân này thì người ta kẹt ghe rất là nhiều. Cho nên mình cũng hay đi tiếp mấy cái anh lái mà ở ngoài đó anh em, đi tiếp người ta chứ không có chạy mối cho ai hết. Nhưng mà nhóm mình thì mười mấy ghe cho nên mình lãnh là có ghe nha, chứ không có lãnh bơm hàng đâu. Thì anh em nào có mua lúa gì đó, có cò hay cò ghe gì đó, có nếu mà kẹt ghe gì cứ comment bên dưới cho mình. Thì uy tín ngang, nếu mà mình lãnh rồi mà anh em tới ngày anh em không có lúa để cho mình nhận thì anh em phải bồi thường lại cho mình nha. Còn nếu mà mình không có ghe thì mình bồi thường lại cho anh em. Thì nó cứ như vậy thôi, làm cái gì nó cũng phải có xiềng xích mà. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like một cái để ủng hộ ba sĩ nha anh em. Rồi clip mình tới đây thì cũng tạm dừng rồi. Chúc các anh em một năm đầy sức khỏe và làm ăn phát đạt hết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau. Bye bye.